Thưa quý vị, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn là tình trạng khẩn cấp tại Trung Quốc và chưa thể nói trước dịch sẽ lây lan tới đâu. Đây là nhận định của WHO tại Hội nghị An ninh tại Munich, Đức. Tổng giám đốc WHO cho biết là dù rất ấn tượng với những biện pháp mà Trung Quốc đã thực hiện để kìm hãm tốc độ lây lan, nhưng ông lo lắng khi số ca nhiễm mới vẫn tiếp tục tăng. Ngày hôm qua, nước này đã ghi nhận thêm hơn 2.000 ca nhiễm mới và 142 trường hợp tử vong do COVID-19. Như vậy, tổng số ca tử vong tại Trung Quốc đại lục do COVID-19 là 1.665 trường hợp kể từ khi dịch bùng phát và 68.500 người được xác nhận nhiễm bệnh. Tuy nhiên, một tín hiệu đáng mừng là số trường hợp nhiễm mới ở Trung Quốc tính theo ngày đã giảm ngày thứ 3 liên tiếp và số trường hợp nhiễm mới bên ngoài tỉnh Hồ Bắc đã giảm ngày thứ 12 liên tiếp. Ngoài ra, riêng trong ngày hôm qua, tại Trung Quốc đã có 1.323 người được ra viện và tổng số bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị khỏi bệnh lên hơn 9.400 người. Ngược lại thì WHO ghi nhận việc Việt Nam đã xử lý dịch bệnh COVID-19 là rất tốt. Chính phủ đã khởi động hệ thống ứng phó ở giai đoạn đầu của dịch, tăng cường giám sát, đảm bảo phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý các ca bệnh tại các cơ sở y tế và tăng cường xét nghiệm, bên cạnh thực hiện các hoạt động truyền thông và hợp tác đa ngành. Kết quả này có được sau nhiều năm đầu tư tăng cường năng lực cốt lõi, bao gồm giám sát và đánh giá nguy cơ, năng lực phòng thí nghiệm, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý lâm sàng, truyền thông nguy cơ, v.v. Việt Nam có đầy đủ năng lực quốc gia trong việc sẵn sàng ứng phó và kiểm soát các vấn đề y tế khẩn cấp, và năng lực này đã được thử thách và kiểm nghiệm qua các đại dịch và bây giờ là COVID-19. Ngoài ra, thì Tổ chức Y tế Thế giới cho biết là việc sản xuất vaccine đang được tiến hành để các thử nghiệm lâm sàng có thể bắt đầu sau 3 đến 4 tháng nữa. Nhưng trong lúc này thì đã có thêm 70 trường hợp xác định nhiễm COVID-19 trên du thuyền Diamond Princess, nâng tổng số ca nhiễm trên du thuyền này lên 355 người. Phát biểu tại cuộc thảo luận bàn tròn tại đài truyền hình NHK, thì ông Katsunobu Kato, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản cho biết, cho đến nay đã tiến hành xét nghiệm tổng cộng 1.219 người, trong đó có 355 người xác định dương tính với COVID-19. Trong số này, có 73 trường hợp không xuất hiện triệu chứng gì. Trước tình hình dịch bệnh lây nhiễm trên tàu Diamond Princess, Nhật Bản đang nỗ lực khống chế dịch bệnh và cân nhắc phương án đối phó với kịch bản COVID-19 trở thành bệnh dịch trong nước. Và nhiều biện pháp đang được chính quyền Trung Quốc triển khai để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Khử trùng tiền mặt là một trong số đó. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho hay là các tờ tiền mặt sẽ được khử trùng bằng tia cực tím hoặc ở nhiệt độ cao, sau đó được niêm phong, cất giữ từ 7 đến 14 ngày mới đưa lưu hành trở lại. Việc phân bổ tiền mặt trong các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất cũng đã bị đình chỉ nhằm hạn chế nguy cơ virus lây lan. Để tránh thiếu hụt nguồn cung, trước Tết Nguyên đán, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã phát hành khẩn cấp 4 tỷ nhân dân tệ tiền giấy mới cho vùng tâm dịch là tỉnh Hồ Bắc. Tình hình dịch bệnh lây lan khiến người Trung Quốc hạn chế sử dụng tiền mặt. Hình thức thanh toán qua điện thoại đang ngày càng phổ biến. Tại Việt Nam, thì công tác chăm sóc bảo đảm sức khỏe cho nhân dân tại khu vực cách ly cũng được tỉnh Vĩnh Phúc đảm bảo với điều kiện tốt nhất. Ở ngoài huyện Bình Xuyên, thì gần 100 người dân đang được cách ly tại trường quân sự tỉnh Vĩnh Phúc đã được chăm sóc chu đáo về sinh hoạt và sức khỏe, giúp họ yên tâm vượt qua thời gian cách ly. Biến và nấu nướng. Việc đảm bảo bữa sáng cho gần 100 người với khẩu phần ăn riêng cho cả người lớn và trẻ nhỏ bắt đầu từ 4 giờ sáng mỗi ngày. Đúng giờ mỗi bữa, 6 giờ 30, trưa 11 giờ và chiều lúc 5 giờ. Các suất ăn này tương tự với suất ăn của chiến sĩ, nóng sốt đến tận tay người dùng và mang đến từng phòng để tránh tập trung đông người. Với các em bé, mỗi ngày còn có 3 bữa cháo. Trong 14 ngày, người dân sẽ được phục vụ ăn uống tận nơi như thế này. Chúng tôi làm cố gắng làm hết sức đảm bảo cái thứ nhất là cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Thứ hai là đảm bảo chế biến sạch sẽ, gọn gàng để đảm bảo cho bà con nhân dân có những bữa ăn ngon, đủ chất, đủ thành phần dinh dưỡng. Mỗi người dân được cấp phát đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết, được ăn nghỉ trong điều kiện tốt nhất. Ngày 2 lần, họ được kiểm tra thân nhiệt và trao đổi các thông tin về sức khỏe của mình. Ở đây công tác đảm bảo vệ sinh của cả trẻ nhỏ và người lớn thì rất là đảm bảo. Ăn uống thì rất là sạch sẽ. Viện ăn uống và tất cả mọi cái đồ dùng các thứ là mình thấy cái gì cũng tốt, cái gì không có một cái gì để chê trách cả. Ngoài trách nhiệm còn là sự chia sẻ của các chiến sĩ để mỗi người cảm thấy yên tâm và thoải mái. Ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, chỉ đơn giản là vậy.
như một cơ hội trải nghiệm cuộc sống trong doanh trại. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhận định là mặc dù dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nhưng không xảy ra tình trạng khan hiếm lao động. Cả nước có hơn 98% công nhân và người lao động đã trở lại làm việc. Các doanh nghiệp đã chủ động rất sớm về lực lượng lao động. Vấn đề là dịch còn kéo dài, nguyên liệu đầu vào thiếu có thể dẫn đến tình trạng một bộ phận công nhân phải nghỉ việc tạm thời hoặc là dịch chuyển sang những công việc khác. Tuy nhiên, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự báo biến động này không lớn, nhất là với lĩnh vực sản xuất quy mô to. Tình trạng thất nghiệp có thể xảy ra ở khu vực sản xuất sử dụng nhiều lao động như giày da, may mặc hay một số ngành nghề phụ thuộc nguyên nhập liệu từ Trung Quốc. Hiện có gần 9.000 lao động bị ảnh hưởng việc làm do dịch. Nhưng đã có gần 900 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc thu hẹp sản xuất do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Đây là thống kê từ 30 trên 63 tỉnh, thành phố. Ngoài số doanh nghiệp nói trên, còn có 25 hợp tác xã tạm dừng hoạt động, 5 hợp tác xã giảm quy mô hoặc thu hẹp sản xuất kinh doanh. Hiện đã có gần 9.000 người lao động bị ảnh hưởng thuộc nhiều lĩnh vực, nhiều nhất là nông lâm thủy sản. Ngoài ra, có trên 1.000 lao động thuộc lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống đã bị mất việc do ảnh hưởng của dịch bệnh. Dù vậy, trên toàn quốc, tỷ lệ lao động trở lại làm việc sau Tết đã đạt 97%. Nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn, số lao động trở lại làm việc đạt gần như 100%. Tái cơ cấu lại sản xuất tạo ra mối liên kết chặt chẽ giữa các chuỗi sản xuất và cung ứng, tăng sức đề kháng cho nông sản Việt. Những giải pháp lâu dài này phải được thực hiện một cách bài bản, thống nhất, xuyên suốt giữa các đơn vị từ Bộ Nông nghiệp tới nông dân. Trước mắt thì bệnh dịch COVID-19 là thách thức nhưng cũng là dịp để các doanh nghiệp phát triển chuỗi liên kết phát triển thị trường. 300 tấn sầu riêng được Vinatinti Group thu mua cho nông dân trong thời điểm giá sầu riêng xuống thấp, hàng hóa ùn ứ kéo dài. Theo Vinatinti Group, hàng trăm tấn sầu riêng được thu mua không theo kế hoạch này sẽ được công ty xuất sang thị trường truyền thống của công ty như Mỹ và Canada với giá giảm 30% để kích cầu thị trường. Số còn lại sẽ được tập trung cho thị trường Trung Quốc và thị trường trong nước. Tất cả các thị trường xuất khẩu Vinatinti đã hạ sâu giá thành xuống. Bằng cái là không có lợi nhuận để cho những cái thị trường đó người ta có thể mua nhiều hơn và cạnh tranh với lại tất cả các thị trường các nước khác. Lúc này chúng tôi mới thu mua được để mà để kho lạnh trữ để mà giải quyết một số cái bà con nông dân đây mà không có đầu ra. Dịch COVID-19 đang tạo ra cơ hội cho doanh nghiệp phát triển thị trường xuất khẩu. Công ty chuyên chế biến rau củ quả xuất khẩu đi các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, châu Âu này đã điều chỉnh lại toàn bộ kế hoạch kinh doanh của năm 2020. Theo đó, đơn vị đã tập trung chế biến sâu sản phẩm thay vì bán các sản phẩm tươi, góp phần giúp kích cầu tiêu dùng và là cơ hội để quảng bá sản phẩm. Trong cái quá trình mà thu mua nông sản Thanh Long của bà con nông dân thì cái trái nào mà đạt chuẩn để xuất khẩu thì sẽ đi hàng tươi tại đây. Còn phần còn lại là không đủ chuẩn xuất khẩu thì sẽ đem về nhà máy để chế biến và cụ thể nhất là sản xuất ra cái nước ép Thanh Long đóng lon. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện đã có nhiều chuỗi liên kết cung ứng, tiêu thụ nông sản được hình thành sau khi nông sản bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bộ cũng sẽ tạo điều kiện để các chuỗi liên kết này được phát triển, góp phần giúp nông sản Việt phát triển bền vững.